ngày 6 tháng 2, tức 27 Tết, nhiều người qua lại ngã tư đại lộ Lenin, đường Nguyễn Sĩ Sách, thành phố Vinh, Nghệ An, tỏ ra thích thú khi thấy hai cây cảnh hình rồng tại đây đã được chỉnh sửa. Trước đó, hình ảnh hai con rồng bằng cây xanh đặt tại cửa ngõ vào trung tâm thành phố Vinh đăng tải trên mạng xã hội gây nhiều ý kiến trái chiều. Hai con rồng được uốn tạo hình cắt tỉa từ cây si quả nhỏ và đã có cách đây khoảng 10 năm. Mỗi con có chiều dài khoảng 30m, cao hơn 2m, được uốn lượn kê trên các bệ đá đặt ngay cửa ngõ của thành phố Vinh nên đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Có ý kiến cho rằng hai con rồng này khá ngộ nghĩnh, vui mắt nhưng chưa thể hiện được hình ảnh phát triển của Nghệ An. Thậm chí một số người ví hai cây cảnh hình rồng này trông giống con lươn và không có tính thẩm mỹ. Sau khi nhận các ý kiến khen chê của dư luận, công ty cổ phần công viên cây xanh thành phố Vinh đã cho công nhân tới cắt tỉa, tạo dáng lại phần thân đầu hai con rồng. Phần mang rồng được chỉnh sửa lại bằng vật liệu nhựa màu xanh. Nhìn hai cây cảnh đã được phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều người nhận xét con rồng đã lột xác và nhìn giống rồng hơn.